Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ chơi về biết em đang có người ở gần bên, nhưng em nơi đây vẫn sẽ chờ em. Mưa giông bão tố trắng kín ngày đêm. Ôi ơi, đó là mono của Việt Nam thôi. Trời ơi, còn mono này là mono trong game Little Nightmare. Ác mộng bé nhỏ. Một bộ trang phục miễn phí. Đấy, các bạn chỉ cần chăm chỉ chơi khoảng đâu đó là 15 trận, các bạn sẽ được cái bộ trang phục này. Kèm theo đó là đăng nhập 3 ngày nữa. Đấy, rất là xinh đẹp. Ôi ôi, nhìn nó lạ dã man đúng không mọi người? Nói chung thì mọi người thấy là mấy cái bộ trang phục mà miễn phí mà kiểu collab như thế này thì không làm nhiệm vụ thì sẽ rất là uổng. Chính vì vậy là mình phải chớp cái thời cơ đúng không? Đó, cái gì free mà cho là xin đúng không? Người ta nói là thời buổi này tích cực cầm nhầm, nhưng mà cái này không cầm nhầm, cái này là người ta là cho miễn phí, mình chăm chỉ mình làm. Game thì nói chung thì nó cũng không bắt mình cày cuốc nhiều giống như là mấy cái trò chơi bắn đồ á, ví dụ như trò Guni, như giờ mọi người thấy không, nạp thì mới mạnh. Còn bây giờ mấy cái tựa game này thì chủ yếu là kỹ năng là nhiều, game này nó cũng không bắt buộc mình phải nạp, nên là free thì xin. Rồi vừa vô gặp counter chán đi chứ. Yeah, đùng bọ làm gì cho lộ vị trí. Mấy má này ăn cái lửa vô là sợ liền, hoảng cho bên em. Mà cá nhân mình thấy con này hơi to so với kích thước ban đầu nha. Yeah, hai hit quý vị ơi, hai hit không cần lau kiếm. Để xách bóng cho nhanh thì các bạn sử dụng cái skill 2 á, tạo ra một cái đường rễ cây và các bạn đi thẳng tới cái rễ cây, nhìn giống như da con rắn vậy. Cái gì đây? Cái cây to quá ha. Cây Robby Ôi ơi. Em rất là cảm ơn mọi người đã tạo điều kiện cho em chơi rất là nhiều trận đấu Robby. Này có hứng, hôm nọ vừa mới làm skin Tết Tùng đâu xong, đánh ghế rồi. Nay có Robby múc luôn. Thôi chưa được lượng. Quả này chắc phải tốc biến hả? Ui, cái bọ nó đỡ bực mình ghê. Không nha, không, để mình ra mình phá cái nhạc đã. Có bọ nó đỡ cái lửa ấy, bực mình ghê, lửa đó là không có bọ là trúng ấy. Cho nên là counter dã man luôn. Mấy con tiện tì nó phá cây của tôi. Cây rất là đẹp. Hôm qua, đêm qua mình nhận được rồi, mình vô mình đi test, đi Friendly Hunter đồ đó. Trời ơi, vừa mới vô má, to chà bá rồi nè. Nhìn cứ giống như thùng sữa vậy đó. Trời ơi, bự khủng khiếp. Cuối cùng là đâu có chơi Friendly luôn. Sao á, kiểu lúc đầu mình nhìn không quen. Cuối cùng là sáng nay nấu cơm nước cho phụ huynh xong rồi giờ mới quay trở lại chơi. Hình như có vẻ là hiến rồi đấy, nên là mình sẽ đi sang máy khác. Một map thì tớ trồng được 6 cây. Và cái cây nào, cây thứ 7 trồng lên, cái cây mà được trồng sớm nhất sẽ bị đổ xuống để thay thế cái cây mới. Nói chung thì các bạn hút lửa mà trúng được survival thì cấu được 0,5 máu, nhưng mà hút dơ thì cũng chẳng sao cả. Nó sẽ bù lại cho các bạn được tăng tốc độ di chuyển, nên là không có gì phải buồn, đúng không? Nhưng mà nói chung cũng khó chơi nha. Cũng khó chơi á. Gặp con mỹ nhân nó bạn hai sọ nè. Trời ơi. Ao. Trời ơi. Mâm. Ôi trời đất ơi, hitbox. Đó mọi người xem game, mọi người thấy không, kiểu Hunter nó đã bị thọt về mọi thứ rồi. Game này sinh ra giống như kiểu cho survival vậy đó. Giống như cái giống như là thiên vị. Ôi ôi, hitbox dậy mà hột. Mà nhất là con Sangria nha, cái con đó nha. Cái lửa thì mình hút tăng tốc chạy đi. Con mỹ nhân này phiền nha, cứ hít lửa mà dơ là nó giật sọ, cái là không chạy được. Rùa, chết đi.
Nhân vật này cầm một cái búa rất là mạnh luôn, thật sự cực kỳ nhìn uy lực dã man đúng không? Nhìn vô là thấy khủng khiếp rồi. Đây mọi người xem, nó to bằng 2 phần, không phải, kiểu như là 1/6, 1/7 cái màn hình này luôn. Để mình đuổi luôn nữ vũ công đi. Ôi ôi, bà đó, bà là bà nhạc nhung rồi, bà phiền phức lắm đó. Tôi thì tôi không tính linh bà đâu, nhưng bà đét ho đó, bà cái nhà. Mình thấy có một vài tài khoản X thì họ xem được cái khuôn mặt của cậu bé trong đây rồi, nhìn cũng khá là đẹp trai, dễ thương. Cậu bé thì nói chung là dễ thương thôi, nói đẹp trai thì không hợp với độ tuổi đúng không? Đẹp trai phải nói tầm cỡ khoảng 18 tuổi đổ lên thì mới gọi là đẹp trai được. Đó. Mấy bữa nay YouTube của em nó đề xuất Little Nightmare quá trời. Nhưng mà coi mấy cái game nó phải coi trên stream thì mới hay, kiểu lúc đấy người ta đang tìm cách người ta đi á. Còn đây như mình thì kiểu xem rồi, chơi rồi, đi tuồn tuột thì cảm giác nó không được hay lắm. Rồi, cứ full chiêu ấy thì mọi người thấy là cứ đi qua cái vòng xanh này sẽ có một cái dây hentai khiến sợi bồ đi chậm. Đấy, đồng thời là sẽ có lửa tím bay xung quanh. Đấy, cứ như thế, cứ như thế. Mà không hiểu cơ chế lửa kiểu gì, nhưng mà cảm giác tôi bị anti lửa, chứ sao? Cứ cần lửa là lửa đi đâu, không hiểu. Thôi lên ghế nha. Mình sẽ chơi phong cách không cam luôn, tại vì là nếu mà cam thì mấy bạn kia đi sửa máy. Hôm qua thì mình cũng vừa mới làm được cái nhiệm vụ sinh nhật và lấy được cái emote sinh nhật của nhóc rìu, cũng rất là dễ thương. Lát nữa gần cuối game sẽ dùng, chứ giờ đang mãi đi bắt người xíu đi. Mấy cái dây này tôi cũng không hiểu trong game nó là gì, nhưng mà nhìn cứ giống như dây điện hay là cái dây gì đó. Ôi, skin đồ, cây đồ đó. Tụi nó ở đâu ta? Không có ở dưới này. Chắc chắn luật sư sẽ hiến rồi, bởi vì cái khoảng thời gian mà heal cho 2 người, xong rồi còn thêm cả cái khoảng thời gian chạy sang cái ghế đó cứu, thì cái điều đó rất là bất khả thi. Chính vì vậy là không thể nào mà cứu được. Đấy, nên là mình sẽ quyết định sẽ không đi cam luật sư, tốn thời gian, để thời gian đó làm việc khác. Mới mới nấu cơm xong ấy chứ, hôm nay ăn cơm rau đay nấu với tôm khô kèm theo cà pháo trộn với mắm suốt. Ôi ôi, em chơi xong là em ra em nấu nè. Nói chung là set up chuẩn bị hết nguyên liệu rồi, vô là múc thôi, vô là nấu thôi. Đồ ăn mặn thì ăn với sườn khoa. Ôi, quá giỏi. Ôi trời đất ơi, hút cái lửa nào là dính cái lửa đấy. Mình cứ chơi phong cách gọi là đi thẳng qua ván luôn, một là ăn hít, một là ăn hít, hai là ăn ván. Nên là có sự đánh đổi nha. Mọi người cứ sợ sợ làm gì cho nó khổ đúng không? Ôi ôi, dăm 3 cái ván. Giờ nói chung thì mình cũng làm chủ trận đấu rồi, nên là mấy cái ván thì nói chung cũng rất là bình thường, không có gì bị lo lắng cả. Cái cây rất là ngầu ha. Nhìn giống như cái con búp bê của Skin 6 nó mang vậy đó. Đó mọi người thấy không? Ước gì một ngày nào đó mình giàu, mình mua một bộ PC, mình để lên xong bắt đầu là mình chơi game Little Nightmare. Đẹp quá à. Công nhận cái skin này nhìn cái màu sắc rất là bụi bặm, nhìn đẹp hợp gu nha. Oh, vậy là bên này rồi. Các bạn cứ yên tâm đi, tại vì nếu mà mấy bạn này mà cứ đi qua khỏi cái vòng xanh của những cái cây này tạo ra thì sẽ có một cái đống lửa tím. Và khi có đống lửa tím đấy thì mình sẽ xác định được là bạn ấy đang ở đâu. Nên chính vì vậy là cứ thoải mái mà đi rảo rảo bắt người thôi. Cái hầm ở đây này, cho nên là mình cũng thoải mái tự tin thôi, không có gì phải lo cả. Rồi chết dừa. Ôi ôi, 4 sọ kìa. Chết tôi rồi. Nhưng mà mình nghĩ là mình cũng không cần phải đổ quá bình thích. Kệ đời đi. Anh.
Hôm nay mình mang cái phụ kiện S nha. Phụ kiện của nhóc Rìu Tết đó. Ôi chết rồi. Nó nhanh quá mọi người ơi. Nhốt con tiện tì này vào lãnh cung. Con Yakun á. Sữa men vi sinh đến từ Nhật Bản đúng không? Ê nhưng mà cái mấy cái xí nghiệp mà làm sữa Yakun đó mọi người. Mọi người biết sao không? Em đi qua đó. Cái đợt đó mình đi thực tập. Và mình đi qua đó rất là nhiều lần. Thơm lắm. Thơm. Ôi chết, lửa dơ rồi. Ôi ôi. Mọi người đi qua mấy cái nhà máy sữa ấy, thơm cực kỳ luôn. Nó có một cái mùi đặc trưng của cái sản phẩm họ làm. Rồi ôi, xong rồi đi sang cái bên xí nghiệp ở bên Dust Lady đó. Rồi sữa cô gái Hà Lan rồi đó. Rồi ôi, không muốn đi luôn á. Thơm lắm. Cái sữa của họ làm ra nguyên một cái nhà máy đó, ngửi thấy mùi sữa không? Là cực kỳ thơm, ngon. Sao bà này bà cay ghê quá đi. May đầu game không đuổi ấy, chứ đầu game đuổi là thua chắc luôn. Sợ gặp mấy bạn mà biết cay ấy, mọi người đừng có đuổi. Đổi sang mục tiêu khác, đúng không? Người này chơi được, người kia cay cũng sẽ không được. Nên là mỗi người có một cái ưu điểm, nhược điểm riêng á. Ừ, vừa chết đi. Yakun nè. Ê, dễ thương vãi. Nhảy Múa. Bà kia để bleed máu chết đi rồi nhấc bà này lên. Bà mỹ nhân này hình như mới lên ghế một lần đúng không? Thôi cho lên đi. Cho lên bà kia gục rồi bay là vừa. Mình thật là tàn độc quá đi. Mình ác dữ. Ôi mấy cái skin mà kiểu bụi bặm với nhìn thích nè. Hoàng gia với chả quần bí ngô. Trời ơi. Tặc hoa. Hoa héo rồi. Heo hóa. Ủa, nhìn cái búa đúng lực luôn đó mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là điểm mình sẽ không cao đâu, kiểu mình không có nhấc ghế hết á. Để mình coi được tổng kết nhiêu. Ôi skin nhìn đẹp ghê. 10 điểm. Và mọi người đừng chuyển kênh nhé. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Ôi ôi. Ui mọi người nhìn nó to chả bá luôn ý. Nó bự dã man. Con nhẹ nó phải có bằng cụ. Ôi, trận đấu này mình chơi tarot thường nha. Mình kiếm tarot pha lê nhưng mà khó quá, không có trận. Hồi nãy kiếm được đâu 10 phút có trận xong gặp má người Thái Lan không vô. Muốn xôi cái đầu vậy đó. Ôi lửa dơ rồi. Đập yêu một cái. Lấy mắt để soi coi. Hương sư bên kia. Trận đấu này hai vua của hai bên đều là hương sư. Nên là sẽ có một cái khó khăn về... Úi, kéo lửa kia để hút lửa này. Lắp nhá. Ủa, gặp mấy con là búp mạng, búp máu, mệt ghê vậy đó. Ôi, bà vua bên kia mạnh mẽ lên, vừa mới dồn. Lấy được cái búa đập vô đầu bây giờ. Thả tem. Này xin phép thả búa nhá, quá mệt mỏi. Mình đập để mình lấy hiện diện trước đã. Lát nữa rồi có full hiện diện rồi mới đuổi được. Biết sao không? Trời ơi, cứ mỗi lần mà đi qua mấy cái cây ấy, bị em chậm lại ấy. Cây hết tai nó quấn vô. Mệt mỏi luôn. Vừa chết. Ngủy đó. Ngủy đó. Xong lát quỷ mỹ nhân. Mà thực ra thì mọi người thấy là mỹ nhân mà đi cover thì thấy cũng không hay. Bởi vì tập trung quá đông thì cái khả năng hít sọ nó càng bị giảm. Cái thứ hai nữa mà đi làm vua cũng khổ đúng không? Làm vua thì lại không ai búp sọ cho. Đấy. Làm hầu thì lại hít sọ cũng lâu. Ôi chứ. Giờ cháu biết chơi mỹ nhân vào cái phương diện nào ở trong cái khu vực tarot nữa thật sự. Rồi, cắm mắt đi. Giờ sao? Giờ em sao? Bách về không? Không bách về à? Bách về cũng bị ăn hít. Về vốn đó. Thả tên. Hồng này thả búa. Xin phép thả búa. À, có vẻ giống như là mình cũng đang gỡ lại được một chút cho bên vua của mình rồi. Lúc đầu bà vua bên kia ăn hít xong cái mình sợ ngang. Ôi ôi sao mà nhiều thứ phải xử lý quá vậy nè. Mạnh mẽ lên. Ăn nè thả tên.
Nói chung thì mấy cái nhân vật này thì mình cũng không biết chơi, nhưng mà biết kỹ năng đúng không? Biết kỹ năng. Sau đó là mọi người có thể xem mấy cái kênh gameplay để có thể lấy thêm những cái kinh nghiệm. Mấy cái nhân vật mà có cái độ khó mà phải dùng cái khả năng kỹ năng để mà gây sát thương thì thật sự sẽ rất là khó cho những cái bạn chơi. Như mình đây mình thấy còn khó chứ huống gì mấy cái bạn không men đúng không? Sự. Ở đây tất nhiên là sẽ có nhiều bạn gọi là không men về nhân vật này. Nhưng mà có thì cũng phải test vài trận. Ngày hôm nay chắc là nhiều nhóc rìu đấy. Mạnh mẽ lên. Rồi lên ghế nha. Ôi thương ghê. Bạn mua bên kia cố lên, bạn làm được. Ấu. Trời ơi. Tụi bay ghê tới đây. Trời ơi. Tụi tôi lôi nó qua kia. Ôi lắm sọ đấy nhở. Rất là lộn xộn cái con này. Ngồi lên ghế đi, hết cây rồi nè, không còn một cái cây nào hết trơn. Không có thời gian để mà đi lượm đi lẹt kìa luôn á. Đề nghị là cứ 30 giây là hồi một nhánh cây một lần cho chị. Búp lên, búp dùm. 30 giây hồi một nhánh, không cần phải đi lượm, không cần bẻ nữa. Búp lên, không cần phải nói nhiều. Rồi ở đây chị là chủ, đúng không? Cái búa nhìn... Ôi chết rồi. Nó đầy máu rồi. Tới số rồi. Ôi, nhìn cái con nó lắc cái bông ghét ghê vậy đó. Ghét dữ luôn á. Rồi. Bà dùng cái bóng bầu dục đó đúng không? Tôi đi tới nhà luôn nè. Trời ơi, travel Luca nè. Đâu rồi? Ủa nó đâu rồi? Trời đất ơi. Ôi ôi, thương dữ. Thả tên. Mấy con này nó có súng chưa vậy trời? Còn 3 cây nữa đó. Còn tận 3 cây á. Mấy chị đẹp, mấy chị ăn 10 cây. Đâu rồi? Là nằm nó đi má. Má phiền lắm đó. Wow. Cố lên, gần thắng rồi mấy bạn ơi. Gần thắng rồi. Đưa thư cứu Hưng Sư đi. Trời đất ơi. Ôi trời, cứu kịp kìa. Rồi, mày tới số rồi. Ai dạy ném cái bom băng đó, trả lời liền. Mỹ Nhân ngủ ngon quá ha. Mỹ Nhân 3 điểm hiêu chậm cộng thêm với cắm mắt ngủ ngon ghê. Và rất là cảm ơn mọi người đã xem clip này của mình. Và nếu các bạn thích thì đừng quên ủng hộ channel của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Chúc các bạn có một buổi thứ bảy ăn cơm ngon miệng và học hành xong nghỉ lễ vui nha. Bye bye.